Thưa quý vị, mới đây thì ban biên tập của kênh truyền hình VTC9 chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của người dân sống ở phường An Lạc, thị xã Chí Linh của tỉnh Hải Dương. Cụ thể thì người dân này cũng cho biết, tại địa phương của mình sau khi thu hoạch, nhiều diện tích lồng lề đường cũng đã bị chiếm dụng để phơi thóc lúa, rơm rạ gây ra nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đường. Theo đó, thì trên một số con đường liên thôn tại phường An lạc, một số hộ dân đã lấn chiếm lòng lề đường để phơi thóc. Nguy hiểm hơn là việc người dân sử dụng gạch, gỗ và cành cây để ngăn không cho các phương tiện đi vào khu vực sân phơi. Điều này vô tình cũng đã tạo thành chứng ngại vật, dẫn đến những tai nạn khó lường việc phơi nông sản trên đường không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mà còn nguy hiểm cho chính người dân đứng phơi rơm, cào lúa ngay trên đường, vì chỉ cần một sự sơ xuất nhỏ là có thể bị xe đâm phải. Từ thực trạng trên, để đảm bảo trực tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng của địa phương, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, cần phải tăng trường kiểm tra các tuyến đường trên địa bàn để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trực tự về an toàn giao thông, tiêm ứng nguy cơ gây mất an toàn giao thông đồng thời gây tai nạn giao thông